và các bạn đang đến với chương trình Biệt đội Phấn Trắng. Chương trình Biệt đội Phấn Trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Big Vision thực hiện. Cho phép chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến với hai đơn vị tài trợ chính của chương trình. Đó chính là nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế và công ty cổ phần thương mại và sản xuất Tôn Tân Phước Khanh cùng với những nhà tài trợ khác đã luôn cùng đồng hành với chúng tôi. Ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục hành trình quen thuộc của mình, hành trình để trở thành một cầu nối giữa thầy và trò, viết nên những giá trị của tinh thần tôn sư trọng đạo. Và ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại địa bàn của tỉnh Đắk Nông. Hãy cùng chào đón biệt đội Phấn Trắng của trường Trung học phổ thông Rông Nô. Anh MC, người ta nói mưa từ trên trời mưa xuống, nước chảy từ trong nguồn chảy ra. Con người sống phải biết trước, biết sau, biết tôn ti trật tự, biết kính trên nhường dưới. Nên em xin đại diện khối lớp 10, em xin được giới thiệu trước ạ. Rất là biết kính trên nhường dưới đó em. Em tên là Trần Nhật Dương. Nếu so về tài sắc thì không ai đẹp bằng em. Oh, no. Em thì cái gì cũng biết, chỉ có biết mắc cỡ là không. Mắc cỡ là không. Có nam thì phải có nữ. Đây là thành viên tiếp theo của đội em. Chào anh MC. Chào tất cả mọi người. Em xin giới thiệu về nhan sắc. Nhan sắc. Đầu lòng hai Ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị em là Ngọc Anh. Với khuôn mặt khả ái của em thì người ta thường nói em là hoa hậu sang chảnh. Gia đình em thì làm nghề thuần nông. Bố em thì ngày ngày phải đi xe tăng ra đổ phân cho cà phê. Mẹ em thì phải ở nhà nuôi hơn 1.000 con voi chứ mấy. Em phải ở nhà giúp bố mẹ làm nữa. Thế nên là em mà có đi học muộn thì mong thầy cô thông cảm là em phải ở nhà phải chải lông voi ạ. Ở cái vùng đất Tây Nguyên này thì em là người ít nói nhất. Đến em anh ạ. Vâng, em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Đàm Thị Thanh Xuân. Em cũng thuộc dạng hoa khôi của trường ấy anh. Em thì thật sự là tài năng em có rất là nhiều rồi, thừa luôn đấy. Thừa luôn đấy. Em xin chỉ gảy một đoạn là ca khúc Nhỏ Nhỏ Xinh Xinh ạ. Em có biết tại sao lá cây lại màu xanh? Em có biết tại sao gió đến rồi lại bay nhanh? Tại sao tuyết cứ trăng ngần mà nắng cứ ươm vàng? Thôi kệ đi em yêu anh. Dạ thưa anh, thưa anh và các bạn thì dạ thưa anh là tới chiều luôn. Em tên là Nguyễn Bá Tiến Dũng ạ, học sinh lớp 11B2. Em thì không có gì được cái đẹp trai đa tài. Voi con ở bản đôn chưa có ngà nên còn trẻ con, từ rừng già chú đến với người vẫn ham ăn với lại ham chơi. Em tên là Đinh Ngọc Quý và cũng là đội trưởng của biệt đội voi rừng ạ. Voi chính là hình ảnh đặc trưng của Tây Nguyên. Hàng ngày thì tụi em đi học, thay vì đi học bằng xe máy hay là xe đạp thì toàn đi bằng voi thôi. Nên là em muốn mang cái sức mạnh đó đi đến với chương trình hôm nay để có thể chiến thắng một cách hoàn hảo nhất ạ. Biệt đội voi rừng, sức mạnh voi rừng, chiến đấu thắng đó. Oh yeah. Ngày hôm nay thì các bạn ấy sẽ phải vượt qua 3 thử thách ở mức độ từ dễ đến khó. Vượt qua thử thách đầu tiên, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng 2 triệu đồng để đến với các thử thách tiếp theo. Ở thử thách thứ 2 và thứ 3, đại diện đội chơi sẽ xoay hoa việc tốt để xác định giá trị tiền thưởng sẽ nhận được nếu giành chiến thắng. Dưới mỗi cánh hoa là một giá trị giải thưởng từ 3 đến 7 triệu đồng. Khi hoa việc tốt dừng ở vị trí cánh hoa nào thì đội chơi sẽ rút bản tiền tại vị trí đó. Một trong hai thử thách đầu tiên, các bạn không giành được chiến thắng. Đặt cược viên phấn may mắn ở vòng chơi thứ 3.
Nếu thắng sẽ được nhân đôi giá trị giải thưởng rút được khi xoay hoa việc tốt. Nếu thua sẽ mất toàn bộ số tiền. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên. Thử thách được mang tên Bowling bằng người. Ở thử thách này thì chúng tôi đã bố trí một quả bowling hết sức đặc biệt. Các bạn sẽ được chui vào bên trong của quả bóng nhựa này. Chính các bạn sẽ là những quả bowling. Bước lên trên con dốc, canh thật kỹ vị trí của các khi bowling và lăn làm sao để quả bóng bowling có thể làm ngã những cái khi này. Trong thời gian 5 phút các bạn làm ngã hết tất cả các khi bowling thì các bạn sẽ giành được chiến thắng. Thời gian 5 phút bắt đầu. Hay quá. Rồi, hết chưa? Rồi, xong luôn. Rồi, đi ngủ luôn. Rồi. Hay quá em ơi. Rồi, hết rồi. Chắc chắn an toàn. Ê, đây. Hay quá, rồi. Chiến binh. Rồi, xong rồi. Chưa được. Cố bổ lên các bạn ơi. Cố lên. Rồi xong đi. Hay quá em ơi. Hay quá. Ừ. Rồi xong. Rồi còn ngủ luôn đi. Rồi. Đó đúng rồi. Rồi. Thưa quý vị, vừa rồi là một cú đánh bowling hết sức thú vị. Bạn đã làm ngã một khi bowling và làm gãy một cây dù của chúng tôi. Không sao. Hay quá. Ôi, thắng thế. Quả bóng tròn tròn là quả bóng. Lớp tiếng không thành công. Giữa hàng to. Thời gian. Lớp tơ. Hãy trở thành người hùng nào. Đúng rồi. Các bạn đã lăn xả hết mình, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thời gian. Bốn phút 26 giây. Xin được mời thầy Võ Thanh Vân, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Ngọc Viễn Đông tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng tôi trao tặng số tiền thưởng 2 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách thứ hai của chương trình. Thử thách được mang tên Đi Câu. Biệt đội voi rừng thân mến, số tiền thưởng của các bạn sẽ là bao nhiêu nha? Xin mời đội trưởng. Một bánh xèo hương xưa thuộc công ty liên doanh một quốc tế chính là cánh hoa việc tốt mà các bạn đã xoay đúng 4 triệu đồng. Các bạn đang có một chiếc mũ rất đặc biệt của chương trình Biệt đội phấn trắng. Và nhiệm vụ của các bạn là lần lượt từng thành viên di chuyển đến mâm bánh tiêu và dùng ngôn ngữ hình thể làm sao để có thể móc được cái bánh tiêu vào trong cái móc. Và sau đó thì các bạn sẽ nhảy sạp đến với khu vực quy định. Các bạn sẽ phải nghiêng người để có thể ăn được ít nhất là nửa cái bánh, xem như mới hoàn thành được phần thi của mình. Tổng thời gian thi của các bạn là 7 phút. Thưa quý vị, thời gian 7 phút bắt đầu. Từng bạn di chuyển em chưa được di chuyển. Trời ơi, nhảy sạp gì mà như cái kiểu nhảy hip hop vậy trời. Rồi, ăn bánh đi em. Ít nhất là nửa cái bánh. Có chừng rớt cái bánh. Ừ, đúng rồi. Rồi, nói chuyện nhanh đây, ngon ha. Ừ, ngon. Trời ơi, cô gái lỗi nhịp, đúng là lỗi nhịp thiệt chứ. Ăn đi, liếm hoài vậy. 2, 3, ăn. Ừ, ăn. Hay quá em ơi. Lấy cái tay ra, không được dùng tay.
Cố lên, cố lên. Nào em vẫn, ừ. Bỏ tay ra, bỏ tay ra em. Vậy là em sẽ thấy em giỏi lắm. Hay quá em ơi. Cố lên. Mười bạn ăn, ăn cho trong lon. Mười bạn uống, uống nước mịn ra. Thịt và rau trên đầu cá tôm. Mình cùng ăn, nhất định sẽ lớn nhanh. Rồi cắn, bấm cắn. Rồi hoàn thành, hoàn tiếp theo. Cố lên. Rồi, bạn nữ hoàn thành, giờ còn một bạn nam cuối cùng. Cố lên. Thôi được, dùng tay. Ừ, đó, đó, đó. Cố lên. Sâu xé nhau. Ngay bây giờ sẽ là kết quả. Và các bạn hoàn thành trong 6 phút 32 giây. Xin được mời anh Vũ Việt Nam, đại diện của nhãn hàng bột trộn sẵn Mico hồi xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, sẽ gửi đến các bạn số tiền thưởng 4 triệu đồng. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách cuối cùng để xem các bạn có thể nhận được những số tiền thưởng cao hơn hay không, với thử thách được mang tên sang gạo nấu cơm. Trước khi chúng ta đến với thử thách cuối cùng dành cho các bạn, thì bạn Đồng Vi sẽ là người xoay hoa việc tốt để xem số tiền thưởng dành cho đội mình là bao nhiêu nha. Và tấm bảng đã dừng lại ở thương hiệu điện tử Suyang. 4 triệu đồng. Lần lượt từng thành viên trong đội của chúng ta sẽ đóng vai là một người nông dân gương mẫu mẫn cán, di chuyển trên đồng ruộng và sau đó hái lấy một bông lúa bất kỳ cho vào trong rổ, sau đó đội chiếc mũ đặc biệt này vô, sàng hết tất cả bột, chỉ còn chừa lại hột gạo ở phía bên trong, sau đó di chuyển qua đây nghiêng đầu để cho hột gạo vào trong nồi để chúng ta có thể nấu cơm. Thời gian là 7 phút và chúng ta sẽ phải mang 6 hột gạo vào trong nồi cơm như quy định của chương trình. 7 phút dành cho các bạn bắt đầu. Bỏ lúa lên luôn. Rồi. Đưa tay ra nào. Lắc đi. Cái tay nào. Lắc đi. Bỏ vũ ra các bạn ơi. Lắc đi. Chị nhảy của em đó. Ừ đúng rồi. Cái gì vậy? Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên. Đã gạo người ta đây nè. Sang bột kiểu gì đây, có vàng nào, đúng rồi, trời ơi, bông lúa mà làm như là cái cây chống để trượt tuyết vậy. Ai đứng dậy, nông dân không được bò, mạnh mẽ lên, chưa, 4 giây rồi. Rồi lắc đi, chừng nào toàn hột gạo lắc. Ê, 2, 3. Thành. Coi coi hột gạo đâu. Em sẽ làm gì? Ơi. Tim sang. Lắc. Đúng rồi. Ồ, nhảy giơ chân lên. Nhẹ nhàng. Đi. Hay quá. Đúng rồi. Vui nhạt nhòa thôi hết tình tôi. Tốt. Trời đất ơi, là trời cái gì vậy em? Rồi. Lát, mạnh lên. Cắm đỏ, đúng rồi. Trời ơi là trời. Cố lên. Thời gian thực tế mà các bạn hoàn thành thử thách này là
6 phút 39 giây. Xin được mời thầy Nguyễn Hồng Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục của tỉnh Đắk Nông gửi đến các bạn số tiền thưởng 4 triệu đồng. Biệt đội Voi Rừng thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần quà dành cho từng thành viên trong đội của mình vì sự nỗ lực của các bạn. Xin được mời thầy Võ Thanh Vân, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng tôi gửi đến cho các bạn mỗi bạn là một phần quà đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Xin được mời anh Vũ Viết Nam, đại diện cho nhãn hàng bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa thuộc công ty Liên doanh Bột Quốc tế sẽ gửi đến cho các bạn mỗi bạn là một phần quà đến từ nhãn hàng bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa. Và ngay bây giờ thì cho phép chúng tôi xin được mời cô Lê Thị Trung, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Krông Nô sẽ di chuyển đến khu vực trung tâm. Xin phép được đại diện cho các đơn vị tài trợ, các đơn vị đồng hành gửi đến quý thầy cô những phần quà. Và cho phép chúng tôi xin được mời thầy Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo của tỉnh Đắk Nông sẽ giúp chúng tôi gửi đến các bạn số tiền thưởng 10 triệu đồng từ biệt đội Vân Trắng. Cái món quà này mà chúng em sẽ tặng cho thầy thì em nghĩ là khó khăn lớn nhất trong cuộc đời của thầy, thầy sẽ vượt qua được cái khó khăn đấy á. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Không biết bao nhiêu lần từng lời hát này đã vang lên trong tâm tưởng của thầy Phan Văn Huynh trong những ngày phải xa nhà, xa trường, xa lớp đi chữa bệnh, bệnh ung thư. Không đau đớn, không tuyệt vọng sao được? Bởi khi đang độ tuổi sung sức nhất của đời người mà tạo hóa trớ trêu lại đẩy thầy vào một khúc quanh quá đỗi ngặt nghèo. Từ vùng đất Nam Định, vì khó nghèo nên cậu học trò Phan Văn Huynh phải theo gia đình đến với xứ sở Tây Nguyên sinh sống. Chính từ nơi đây, mảnh đất cao nguyên đã vun bồi cho Huynh giấc mơ giảng đường đại học. Trải qua bao ngày tháng gian nan vất vả, vui ít buồn nhiều, cậu học trò nghèo ngày ấy đã trở thành thầy giáo, mang con chữ trở về rừng núi Tây Nguyên, dành trọn tâm huyết vào từng bài giảng, được đồng nghiệp và các thế hệ học trò thương yêu quý trọng. Vượt bao khó khăn, cuộc đời thầy giáo trẻ như được mở ra trang tươi đẹp nhất, khi hạnh phúc gọi tên và ban tặng cho thầy hai đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn. Bình yên những tưởng sẽ theo chân hạnh phúc về quanh mái nhà nhỏ, nhưng không, nối tiếp bình yên lại là giông bão. Vinh có tâm sự là cô ơi, tự nhiên là em sút ký, có động viên em rồi, chắc là em làm nhà rồi công việc vất vả quá cho nên sút ký. Thì Vinh bảo không, em đã đi xét nghiệm và người ta nói em ung thư phổi giai đoạn 3. Chỉ vừa đó chưa tròn năm, người cha của thầy vừa mất vì ung thư phổi, thì giờ chính căn bệnh quái ác đó lại gọi tên thầy. Cái chết nhẹ nhàng lắm, không làm thầy Phan Văn Huynh bận tâm, mà thầy chỉ nặng lòng thương cho hai đứa con gái còn quá thơ dại. Được gia đình đồng nghiệp động viên, thầy Phan Văn Huynh bước vào liệu trình điều trị. Từng tia xạ trị, từng liều hóa chất như thiêu như đốt cơ thể, làm người thầy giáo trẻ vốn khỏe mạnh năng động trở nên tiều tụy. Có những đợt em xạ về
thì em không ăn được gì luôn. Tức là chỉ uống ít nước và sữa vậy thôi. Da thì chảy sàm, tóc thì vàng đi, rồi là sức khỏe thì suy sụp, nói thì hơi thều thào. Từ ngày thầy đổ bệnh, căn nhà nhỏ xinh mà vợ chồng vừa mới tích góp xây nên dường như hiu quạnh lắm khi thiếu vắng đôi tay chăm sóc của người trụ cột. Nén chặt nỗi đau vào trong, mọi việc chăm sóc dạy dỗ các con trông cậy vào đôi vai người vợ trẻ. Thời gian khắc nghiệt luôn. Đó chính là những giá trị sống quý báu mà thầy Phan Văn Huynh dành tặng cuộc đời. Tôi thì xa trường được hơn 3 tháng rồi. Rất nhớ trường, nhớ lớp. Dù là em chưa từng được thầy dạy buổi nào cả, nhưng mà được biết đến thầy và em không thể nào mà kiềm lại được nước mắt của mình. Em rất thương thầy. Được mời thầy Võ Thanh Vân, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông, thực tế mong muốn là được tận tay gửi đến một phần quà. Xin được mời anh Vũ Việt Nam, đại diện của nhãn hàng bột trộn sẵn Đức Công Hương Xưa, thuộc công ty liên doanh một thực tế, gửi đến thầy Huynh một cái món quà sẻ chia 10 triệu đồng tiền mặt. Xin chào quý vị. Dẫu có những trông gai phía trước, nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy một sự rắn rỏi, một sự cương trực. Và chúng tôi hy vọng rằng là tinh thần này sẽ còn mãi lan tỏa đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mọi góp ý xin mời tất cả quý vị có thể gửi về hộp thư của chúng tôi là bị đổ phấn trắng htv9a@gmail.com. Chương trình được phát sóng vào lúc 16:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể là xem lại những video clip cũng như là những khoảnh khắc thú vị nhất của chúng tôi trên fanpage của Biên Độ Phấn Trắng. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Big Vision thực hiện, với sự đồng hành của bộ trọng sản Mikko và công ty tôn Tân Phước Khanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.